những vấn đề có liên quan đến câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng gây xôn xao trên cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Thì ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 10 vừa qua, chị Nguyễn Phương Hằng cũng cho tất cả chúng ta biết những vấn đề mà chúng ta cần muốn biết. Thì ở đây chị Nguyễn Phương Hằng chỉ cho chúng ta biết, chứ chị không có trách nhiệm là phải trả lời cho chúng ta. Có nhiều anh chị là bình luận nói như thế này: sao chị Nguyễn Phương Hằng, bà Hằng không trả lời câu hỏi này, câu hỏi kia. Xin thưa với quý anh chị Nguyễn Phương Hằng là vợ của anh Huỳnh Y Dũng, là mẹ của Huỳnh Hằng Hiểu, là bà chủ của khu du lịch Đại Nam, là chủ của rất nhiều chủ, là phó chủ tịch hội đồng quản trị, là một CEO Nguyễn Phương Hằng, chứ không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn trả lời cho một mình anh chị nào đó đâu. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó. Rất là nhiều câu hỏi đặt ra, nhiều khán giả hỏi, nhưng người trả lời thì chỉ có một mình Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó. Cho nên chị Nguyễn Phương Hằng trả lời những câu hỏi những người có mặt ở đó, và những câu hỏi đó tập trung vào những vấn đề gì. Không phải là ai hỏi chị Nguyễn Phương Hằng cũng trả lời hết, biết bao giờ cho hết những câu hỏi này. Và nội dung cái câu chuyện đó như thế nào thì đến nay tất cả chúng ta cũng đều hiểu. Chị Nguyễn Phương Hằng chỉ mượn một hình ảnh, mượn một câu chuyện để nói những vấn đề liên quan, để cho chúng ta thấy rằng những gì mà cần biết, cần nên biết. Còn chị Nguyễn Phương Hằng không nói về cho bản thân chị. Nhiều anh chị thì cứ cho rằng chị Nguyễn Phương Hằng nói để trục lợi cho bản thân, nói để coi như là kéo khách về Đại Nam thế này thế khác. Các anh chị nên nhớ rằng anh Dũng và chị Hằng lấy cái khu du lịch Đại Nam này làm những cái vấn đề để giúp đời, giúp người. Những cái lợi nhuận từ khu du lịch Đại Nam mục đích là để làm quỹ mổ tim Hằng Hiểu, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn, bà mẹ neo đơn, chứ không phải là anh Dũng chị Hằng sống nhờ cái khu du lịch Đại Nam. Đất của anh Huỳnh Y Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng cho thuê rất là nhiều, khu công nghiệp Sóng Thần 1-2, số tiền mà anh chị thu hàng ngày nhiều lắm. Còn cái chuyện mà làm ăn nợ nần là chuyện bình thường, người ta nợ gọi là nợ khôn. Nghi Đại Nam nợ là nói ông Dũng bà Hằng bị nợ này nợ nọ. Xin thưa những anh chị, hỏi hết tất cả những công ty xí nghiệp trên toàn thế giới này, ai làm ăn mà không nợ? Nhưng mà cái nợ đó là nợ khôn, nợ như thế nào? Có những lúc mình phải cần nợ thì cái đó nó mới có giá trị, đúng không quý anh chị? Cái nhà của quý anh chị mua mà anh chị không cầm được ngân hàng thì chứng tỏ cái nhà đó không có giá trị. Cái đây là mình nói thật, cầm được ngân hàng thì cái nhà đó mới có giá trị, người ta mới dám mua. Cho nên những anh chị đó chắc có lẽ là chưa qua chạm vào con đường kinh doanh làm ăn, cho nên là cứ nghi người ta nợ là nói người ta xấu. Không phải đâu, người ta nợ mà người ta ủng hộ 10 tỷ, 20 tỷ làm cầu, xây trường, làm đường, một vài chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ, ngàn tỷ, dịch Covid cho cả ngàn tỷ là chuyện bình thường. Nợ là nợ cái gì? Sao quý anh chị không nhìn thấy những cái vấn đề đó? Còn nhiều anh chị mà nói chị Nguyễn Phương Hằng mục đích trục lợi, không phải đâu, sai lầm hết rồi. Cái tiền thuê đất của anh Dũng chị Hằng nhiều lắm, nên bao giờ mình đừng có suy nghĩ đó. Những thành phần này là những thành phần của phi nhóm phản động chống phá, những thành phần Việt Tân Cách Mạng Màu nhảy vô đây là xỏ mũi dắt mũi những cái anh chị mà cứ không thương, gọi là đang có ý định có những cái ghét bỏ chị Nguyễn Phương Hằng, anh Huỳnh Y Dũng, cho nên rất là dễ bị sa ngã vào những con đường của phi nhóm phản động. Chúng ta không nhìn thấy được những việc làm tốt đẹp đó. Có lẽ là những anh chị này chắc cũng không thấy những gì mà cha mẹ mình làm cho mình đâu. Cha mẹ mình sinh ra nuôi mình lớn lên đến ngày hôm nay, nhưng chắc đến tuổi xế chiều những anh chị này chắc cũng không quan tâm tới đâu. Tại vì có thấy đâu, có biết đâu, đúng không? Cái gì tốt đẹp chúng ta nên học hỏi, phải biết nhìn nhận, phải biết tin yêu, phải biết kính trên nhường dưới. Đâu có phải chúng ta ghét người ta, anh chị nào mà ghét người ta mà người ta làm được việc thì cái điều đó chúng ta cũng phải công nhận, chứ không phải mình ghét người ta, người ta làm được việc là mình không công nhận. Cái điều đó rất vô lý. Đó là mình sống theo cái ý tưởng riêng của mình, cái đó gọi là bảo thủ, đó là lý tưởng cá nhân, không tốt đâu. Hãy nhìn thực tế vào sự việc đi, hãy nhìn những gì mà anh Dũng chị Hằng làm đi. Có phải làm cho anh Dũng chị Hằng không, hay làm cho những người dân nghèo, những trẻ em bị bệnh bẩm sinh, bệnh tim, não, ung thư, cái điều quá tuyệt vời. Còn nói với những anh chị này thì xin thưa, số tiền anh Dũng chị Hằng thôi, không cần làm những cái chuyện đó nữa, để sống xa hoa hưởng thụ sướng biết bao nhiêu. Nhưng tại sao anh Dũng chị Hằng làm điều đó?
đúng không? Cái này là cái tâm con người họ có. Khi một người mà đã có cái tâm thiện thì giờ ở đâu họ cũng thiện, ngồi ở đâu họ cũng làm việc thiện. Còn người mà đã có tâm ác thì việc gì họ cũng suy nghĩ cho lợi ích cho họ, lời nói họ ra là người xung quanh họ biết liền mục đích gì, muốn gì. Cho nên thôi quý anh chị hãy bớt lại đi. Còn những anh chị mà lên này sân si nữa thì đảm bảo rằng còn đó là những thành phần của phi nhóm phản động Việt Tân Cách Mạng Màu. Cho nên quý anh chị hết sức bình tĩnh, đừng bao giờ nghe theo lời xúi dục của những người này, ảnh hưởng cái bản thân của anh chị. Chúng ta nhìn thấy Trương Quốc Huy làm cái tấm gương cũng bị cái thành phần lôi kéo, bây giờ tránh tay, nhà không có ở, đường về không có. Cái đó là tấm gương chúng ta nhìn thấy. Cho nên chúng ta hãy sống một cách tốt nhất là hãy làm những điều thiện, nhìn thấy những việc tốt, học hỏi.